nó đi mà mấy lần rồi nó đi được. Lòng cổ lòng hầm đẹp rồi. Ê, bữa nay thấy mặt đẹp nghe. Bữa nay bắt đầu con thon đẹp luôn rồi đó. Về công việc hả Huy? Anh về công việc ngày hôm 19 kìa, là hôm qua công việc làm thì đi ra rất nhiều công việc. Đã đợi. Đúng thứ 6 này, ngày hôm nay có về Sài Gòn, về còn sẽ đi làm. Thế bạn nhập nữa, mà lại luôn. Thầy bảo mày đi diễn Thái Nguyên không? Thái Nguyên à?
Rồi thấy Thọ My á, Dương Thọ My với lại gặp Mia nhậu kìa. Ủa có em nữa hả? Ủa ở Hà Nội hay ở đâu? Ủa My đi Hà đi Sài Gòn à? Bà khai trương vừa rồi chị đi Hà Nội, chị định ghé chỗ hắn nhưng mà chị nhắn tin không thấy không online trên tin nhắn tới, hình như không đọc được tin nhắn của chị. Chị thấy chưa đọc à, thôi để nhắn bên kia. Nó kêu xa quá luôn rồi ơi, không mời. Mới đầu là nó kêu mời ấy. Ý là gì vô gì chọc là gì kêu không mời với trơn. Cắn kêu xa quá luôn ơi. Đúng rồi. Ý là do cái lúc nó chị cũng tiện đi Hà Nội luôn kìa, chị định ghé thế chứ. Tiệm bánh cũng dễ thương. Ủa đó là vô nhà bà My chơi à? Ừ. Trời. Số con mẹ My lẫn vui. Nó mỏ mày dễ sợ. Mình thấy lâu ghê.